Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với Trong Năm Chợ Huế. Thưa quý vị, Thùy Trang đang có mặt ở ngã ba Bằng Lãng để về với ngôi chợ nổi tiếng, một thời là đầu mối giao thương hàng hóa quan trọng giữa vùng đồng bằng và miền núi của Thừa Thiên Huế. Ngã ba Bằng Lãng hay còn gọi là ngã ba Tuần là một vùng linh địa có phong cảnh quyến rũ và ấn tượng với những đồi núi trập trùng in bóng ngày đêm xuống dòng sông trong xanh, nơi hợp lưu của dòng Tả Trạch chảy từ độ cao 900m từ vùng đồi núi Nam Đông và Hữu Trạch trải dài 60km từ thượng ngàn A Lưới. Điểm giao hòa này là khởi nguồn của dòng sông Hương nổi tiếng cho Huế. Cũng bởi phong cảnh hữu tình mà vua Minh Mạng khi ngự thuyền đến nơi đây đã từng rung động cảm tác. Một thước nước in trời, đò ai chiếc lá khơi, non cao xem vời vời, dòng biếc thấy vơi vơi. Nhìn cảnh trí non nước mây trời như vậy thì hẳn bất kỳ ai cũng có những cảm tác riêng của mình. Và Thùy Trang cũng muốn biết cảm xúc lúc này của nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, vị khách mời quen thuộc của chương trình. Từ ông, ngày chiếc cầu Tuần Hợp Long hẳn là một ngày đáng nhớ đối với những người ở thế hệ của ông, bởi vì chúng ta mất đi những chuyến đò ngang và biển phao Tuần nổi tiếng, có đúng không ạ? Chúng ta còn nhớ rằng là trước năm 1975, Tuần chợ Bằng Lãng này thu hút hết tất cả những người mua bán lâm thổ sản của các cái dân tộc miền núi, như là tàu theo dòng Hữu Trạch này mà họ về đây và họ qua sông, họ bán những cái thổ sản của núi rừng như là những cái bắp chuối, những mục măng, xi me, tràm chổi, tất cả mà cuộc sống săn bắn hải lượm của cái người dân tàu ơi đã thu hoạch được. Vì thế ngôi chợ Tuần đấy là một cái ngôi chợ trung du, nó đầy màu sắc của một sự giao hội giữa người miền xuôi và người miền ngược. Nhưng mà từ năm 1975 rồi, nơi đây chỉ còn lại một cái dấu tích, một cái phiên chợ Tuần và nhịp đời bình lặng của những cái làng trung du từ Ba Mị Già, Võ Xá chất xuống và Bằng Lãng cứ chắn đã hồi tụ nơi đây. Dù có hoài niệm về quá khứ đi nữa, hình ảnh thơ mộng của những đò ba bến qua sông thì chúng ta vẫn đón nhận một cái tin vui là ngày cầu Tuần Hợp Long, là một niềm vui dù có một cái chút hoài niệm về những bến đò xưa đi nữa. Vâng, xin cảm ơn ông, và trước khi chúng ta tiếp tục đến với những câu chuyện đầy thú vị khá của vùng đất này, xin mời nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cùng Thùy Trang thưởng thức một cái bữa ăn sáng đậm chất quê ở phía bên trong chợ Tuần. Chợ Tuần dành riêng một không gian rộng rãi cho các gian hàng ẩm thực với đủ loại thức ăn. Ngày xưa, ăn cột đủ no để làm nông, làm rẫy, săn bắt, lựa chài. Ngày nay, mức sống đã đủ cao để mỗi bữa sáng là mỗi món ăn ngon, đẹp mắt, đủ dinh dưỡng và tất nhiên là phải sạch. Thực phẩm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn nhóm là nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo và nhóm cung cấp vitamin và khoáng chất. Vậy mà dưới bàn tay tài hoa của người phụ nữ, nó đã biến tấu thành đủ kiểu món ăn. Cũng như âm nhạc, chỉ có 7 nốt mà làm thành đủ kiểu giai điệu. Thưa quý vị, ở chợ Tuần thì có rất nhiều những món ăn sáng hấp dẫn. Thùy Trang và nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cùng với bà Trần Văn Trí đã quyết định dừng lại ở gian hàng bánh ướt để cùng thưởng thức. Xin mời thầy, xin mời bạn ạ. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, khi mà người Huế làm bánh thì người ta thường nhắc đến bột gạo ở làng La Khê. Thì Thùy Trang được biết thì ngày xưa thì thường bán thành từng thùng từng mùng ở chợ Đông Ba để người ta mua về làm bánh lọc, bánh nằm và đặc biệt là món bánh gói chả tôm. Loài bột gạo của làng La Khê này nó có cái đặc tính có thể chịu được cái sức cuộn tròn và nó không bị vỡ vụn. Chính vì vậy mà thầy thuốc Bắc thường mua về để bao ngoài các cái viên thuốc, các ba thì mua về để làm phấn nụ. Câu chuyện của bột gạo làng La Khê thì bây giờ chỉ còn ở trong sử sách thôi, có đúng không ạ? Cái làng La Khê xuất phát từ ngoài Hà Đông vào khoảng 1471, cái địa bàn đầu tiên của làng ở dưới xã Hương Vinh, và cái bột La Khê cũng phát sinh từ đó. Thì dần dần một số cư dân thời chủ nghĩa nó tỏa đến cái vùng ngã ba Tuần này, như vậy danh tiếng cái bột La Khê nó gắn liền với làng La Khê gốc của xã Hương Vinh, huyện Hương Trà. Thưa bác, con thấy là chợ Tuần nằm ở thượng nguồn của sông Hương. Mùa mưa lũ nó có ảnh hưởng gì đến chợ không ạ? Trước đây vào năm 1983 trong một cái lũ lớn nhất mà ở đây trôi cả nhà cửa và cả 100 người chết. Ở đây một năm từ mùa mưa lũ phải chạy 3 lần. Con phải chứng kiến trong TV hay có chiếu ông cầm ổ mì ăn là ông ở đây đó. Thì khi mà cái đập Tả Trạch được xây dựng
suốt trong 6-7 năm là lụt không lên cái đường này. Chợ Tuần lấy theo tên Sừng Bộ Sở thời Triều Nguyễn là một lực lượng quân đội đồn trú để làm nhiệm vụ bảo vệ phía Tây Kinh Thành Huế. Cùng với đó là lực lượng tuần tra, khám xét và thu thuế các thuyền bè chở sản vật từ thượng nguồn sông Hương về Kinh Thành. Chợ Tuần bởi vậy là nơi tập trung sản vật từ những vùng biên núi phía Tây Thừa Thiên Huế. Phủ biên tập lục của Lê Quý Đôn dẹp rằng dọc đường khách buôn cũng có bán muối, mắm, trâu, bò, đồ làm ruộng và cải mã la. Họ đổi lấy song sắt, song trắng và mật ong sáp. Từ phường An Lạc đi lên sang bên hữu có sản nhiều gỗ kiên kiêng, gỗ thai bái. Dân mang thường xuống để đổi lấy hàng hóa như trâu, lợn. Thứ nhất là cải mã la và đồ đồng. Họ thích mua đổi hơn các vật khác. Cho tới hiện nay thì dọc các lưu vực sống ở miền Trung, đa số nó đều tồn tại một cái địa danh gọi là Tuần. Đó chính là dấu tích còn lại của một cái thiết chế Tuần mà thời phong kiến người ta đặt ra để quản lý cái lưu lượng giao thông qua lại giữa hai miền xuôi ngược. Và ở đó anh mang những cái sản vật hàng hóa đi lên hay đi xuống thì đều phải chịu sự đóng thuế của nhà nước. Cứ đi ngược về miền núi từ phía Tuần sẽ có rất nhiều những cái chặng, và cứ mỗi chặng như vậy nó gắn liền với đời sống của những cái cộng đồng người mà đa số là người dân tộc thiểu số. Họ cung cấp một cái loại hàng hóa đặc biệt của miền Trung, đó chính là các nguồn lâm thổ sản quý hiếm. Người ta cứ chuyển từng bước từ trên thượng nguồn ra dần về phía bờ sông, và nhờ cái dòng nước người ta có những cái ghe thuyền đặc trưng và người ta trung chuyển nó về, và cái điểm tập kết gần nhất đó chính là bến cạnh bến Tuần. Thịt heo ở đây là bán giá như thế nào hả chị? Thịt heo đây là bán 14, 15. Con thấy là dạo này giá của thịt heo nó tăng từ ngay đúng không ạ? Đúng. Thì mua là lên từng ngày, hay là lên 5 giá, 70 giá. Heo ở đây là mình lấy ở đâu hả chị? Heo đây là heo sạch, heo ở quê mình núi thôi. Cho ăn là mà ăn rau rồi là chẳng có mua heo bột. Đang lên giá như vậy thì cái sức mua có giảm không? Khách nó bươn bán ế lắm. Vì cái tế gì bán 4 con, tui con lại 2. Họ nói mắc rồi họ ăn nè. Sắp đến dịp tiệc ước đảo thì theo gì là thịt có đủ để mà cung ứng cái thị trường hết? Sớm có, nắm đi thịt cũng còn heo rồi đó, chơi thoải mái. Thường thì Di sẽ bán đến lúc nào thì mình nghỉ tiệc? Thì bán cũng phải ngay 30, trưa 30 thì hết, tết thì cũng còn heo rồi. Còn heo để làm luôn á nè, thường tết là Di làm 10 cho hôm nay, mới đem đi kiểu. Việc buôn bán xưa chủ yếu nhờ vào đường thủy. Khu vực ngã ba Bằng Lãng vì thế luôn tấp nập ghe thuyền ngược xuôi chồng chất đủ loại hàng hóa, vật phẩm. Những chuyến đò ngang thì luôn đông đúc những cư dân sống hai bên bờ của những làng La Khê, Liên Bằng, Đình Môn, Kim Ngọc hay Hải Cát. Những ngôi làng được người Việt khai hóa và xây dựng trên mảnh đất của người Champa từ thế kỷ 16. Dấu ấn Champa vẫn còn đậm nét nơi đây, đặc biệt ở làng Hải Cát. Người dân làng Hải Cát xưa nay vẫn cần cù với nghề trồng lúa nước trên những cánh đồng cây sung ấm ấp phù sa của dòng sông Hương. Làng Hải Cát không đông đúc, trù phủ như những làng ven sông khác, nhưng là nơi khởi nguồn của một trong những lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất Việt Nam, lễ hội Điền Hòn Chén. Thưa ông, lễ hội Điền Hòn Chén gắn liền với đời sống của người dân làng Hải Cát như thế nào? Trên địa bàn làng Hải Cát đã có cái núi Ngọc Trạng từ thế kỷ 17. Thời chủ Nguyễn Phúc Chu là đã đưa cái vua Chiêm Thành về án trị nơi đây. Và đến đời Minh Mạng thì ta thấy vua Minh Mạng đã mở rộng cái ngôi đền thờ nơi đây, chủ yếu là thờ Sơn Thần Ngọc Trạng cũng như là Thủy Long Thánh Phi. Về sau, ước mong là Thánh Mẫu sẽ giúp một cái gì để phò trì cho cơ đồ của dòng họ. Vua Đồng Khánh đã đề cao, xem ra là một cái điền ban ơn cho nước Nam, vì thế gọi là Huệ Nam Điền. Dần dần á, cái tín ngưỡng từ nhà vua như vậy nó phát triển ra khắp các phủ phòng, các cái quan lại, mình phụ, và nó lan truyền trong dân gian, làm phát triển cái tín ngưỡng thờ mẫu và chư vị trên cái mảnh đất miền Trung này. Làng Hải Cát là một cái làng sở tài. Vì thế hàng năm mùa thu tế họ đã kết băng và đến Điền Hòn Chén để thỉnh Thiên Y Na Thượng Đẳng Thần về đình để làm đại tế, như là một cái vị thần bảo hộ cho cái dân làng làm ăn thuận lợi và phát đạt.
Chợ Tuần ngày nay quy mô đã thu hẹp nhiều, hoạt động từ rất sớm, chợm trưa đã tan. Những sản vật vùng cao A Lưới, Nam Đông giờ được mua bán trực tiếp với thành phố, không còn qua trung gian chợ. Chợ Tuần giờ chỉ còn là nơi gom góp những đặc sản rau quả vùng Gò Đồi, sông nước trong vùng, bán sỉ cho những tiểu thương ở các chợ khác dưới phố. Người mua, người bán biết rõ nhau đến từng cái tính, cái nết, để rồi việc mua bán diễn ra chóng vánh, chợ tan sớm cũng vậy. Chợ Tuần xưa nổi tiếng có thịt heo ngon và lá chè xanh thơm ngát. Người Huế thích uống nước lá chè xanh, ngon và nổi tiếng có chè Trùi và chè Tuần. Ngon bởi thử nước lá xanh trong veo, hơi chát mà vị ngọt mại ở cổ họng. Khẩu vị người Huế thường không phải là những thứ xa xỉ đắt tiền. Tổ tiên của người Huế đã học được cách ăn, cách uống của người Chăm khi vào đất Thuần Quảng, vẫn luôn là ngon, bổ và rẻ. Theo đông y thì chè xanh có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp tiêu hóa tốt, định thần. Và ngoài ra thì chè xanh còn kháng khuẩn, giúp mau lành vết thương. Bây giờ hãy cùng Thùy Trang tìm hiểu xem thử là chè xanh ở Tuần có gì đặc biệt. Thế chị, chè xanh ở đây bán giá như thế nào hả chị? 3.000 á, chè đặc sản của Tuần. Vì sao mà chè này được xem là đặc sản của Tuần hả chị? Vì ở đây mình không bơm được chứ hết, chỉ có trồng ở trên rẫy rồi thôi. Một ngày như vậy thì chị bán khoảng bao nhiêu bó chè ạ? Gặp chè họ ít bán nên mình bán ngay được 20 bó. Trong chè và bán chè như vậy thì chị có biết những cái tác dụng của chè mang lại cho sức khỏe không ạ? Năm mình viêm họ bị lợ lẹt rồi đấy, là họ rửa nước chè để cho sạch. Cái ba là có bình vô tử mà ba nấu nước chè bà cố lại bà uống đó, là hàng đỡ đó. Như vậy là nấu thành cáo chè luôn hả chị? Cáo chè luôn. Chợ Tuần cũng là nơi lui tới mua bán của cư dân làng Dương Phẩm. Nằm bình yên vĩnh cửu trên đất của làng có ngôi mộ của một nhân vật đặc biệt trong lịch sử mở nước về phương Nam của chúa Nguyễn, quân chúa Ngọc Vàng. Ái nữ của chúa Sài Nguyễn Phúc Nguyên, người được mệnh danh là Huyền Trân công chúa của phương Nam. Có thể nói rằng tầm nhìn chiến lược của Tràng Trinh Nguyễn Bình Khiêm, Hoành Sơn Nhất Đái, Vàng Đài Dung Thân đã giúp cho Nguyễn Vàng có được sự khởi đầu thuận lợi và với di ngôn chính trị để lại cho đời sau. Chúa Sài Nguyễn Phước Nguyên, người khởi đầu thực hiện di ngôn này để xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Và với sự dẫn thân trong sự nghiệp của mình, Sài Vương đã được ải nữ Ngọc Vàng chia sẻ và đồng hành với ứng phó thông minh, sáng tạo trước mọi tình huống và một đức hy sinh cao cả. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, ông có thể chia sẻ đôi điều về công chúa Ngọc Vàng và ngôi lăng của bà ở đây ạ? Tại phương Nam, người ta lưu truyền một cái huyền sự là Ngọc Vàng được gả cho vua Chân Lạp là Cháy Chất Ta. Và từ đó, triều đình của chủ Nguyễn Phúc Nguyên đã xin đặt được cái trạm thuế ở Prich Nuko, tức là Sài Gòn sau này, mở đầu ra cái bước định cư dân Việt làm ăn ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì nắm mồ hôm nay tại làng Dương Phẩm Thường này đóng góp chúng ta một cái dữ liệu, phải chăng sau khi một thời gian làm hoàng hậu của Cháy Chất Ta trong Nam thì bà đã rời cái đất Chân Lạp để trở về quê. Về già đã có công đức đối với những làng quê ở Huế và sau khi qua đời thì được người dân Gia Lý Thường chăm lo phần mồ cho đến hôm nay. Những tiểu thương sống với chợ như những nhân duyên tiền kiếp. Có lẽ trừ những lúc ốm đau hiểu nghị, thật khó để họ lỡ một buổi chợ. Với họ, chợ là nguồn thu nhập của bản thân và gia đình, là niềm vui sống mỗi ngày và là tình bằng hữu với những người đồng cảnh ngộ. Họ gần như thuộc nằm lòng hệt nết ăn, nết uống của cư dân trong vùng. Người bán, người mua đều mang dấu ấn của những cư dân sống ở vùng bản xứ địa, thật thà và dung dị, thao sản nơi ngã ba sông mênh mông, thăm thẳm. Giá cả của những con loài cá nó như thế nào hả mẹ? Cá gãy là cân 500, cá chèn, cân 300, cá trăm, cá đào, cá lâu, cá sống hữu. Đây họ làm sống đây. 72 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn đi làm cá. Từ khi giờ đến lớn luôn, tuổi đi làm là 45 giờ sáng về đi chợ. Hai ông mẹ đánh bắt được khoảng bao nhiêu cá? Ngày mới nhiều nhất là 150, ngày mới ít là cỡ 80-70. Cá bữa nay hen là cũng còn ít được. Thank you.
đặc sản nhất của cái hàng cá của chị là cái chân đó đúng không ạ? Chào cà léo, cái chân cà léo rồi mà ngay nó là cà léo không có đau luôn ạ. Chị cái chả cà thiêu với chả cà lá có gì giống nhóng ạ? Cà đi là bằng mày xay, còn cái gì làm bằng tay, cà luôn, bằng cả thiên nhiên này chắc là rất là ngon đúng không chị? Cả lạc thiên nhiên là cả to, bạn làng 12, 10 ngàn, còn giò giò đi là 7 ngàn. Lạc là to là bạn làng 10 ngàn, đây ha, mà giò là 7 ngàn, cả đi làm ra hết chứ. Thử nguồn của sông Hương. Bên đấy là kiếm cao, cho đi hồ đi đôi gì. Có đến cái mùa mưa gió bão lụt thì mình có đi làm cá được không? Mùa mưa gió là làm cá nhiều có cá nữa. Là thời gian gần đấy thì em thấy là giá cả của thịt heo tăng khá là cao. Thịt heo là giờ chứ là bữa đi là làm 13, 14, 15 đấy. Giờ chứ cá có tăng không? Cá cũng bình thường thì chắc tăng. Người ta mua cá có nhiều hơn so với bình thường không? Nhưng khi cùng ngày, chủ nhật thứ bảy là bạn đánh đắt, đắt hơn. Những cư dân kẻ chờ luôn biết rằng họ đang làm việc và sinh sống trên một vùng đất linh thiêng nhất của Huế. Ngay từ thời các chúa Nguyễn, Huế đã được định hình là một đô thị cân bằng âm dương, bao gồm phần dương cơ, hoàng cung và cả công trình liên quan phục vụ cho triều đình hoàng gia. Và phần âm cơ, lăng mộ của các chúa, nằm ở khu vực ngã ba tuần này, kết nối với nhau thông qua dòng sông Hương huyền thoại. Với quan niệm sống gửi thạc về, các hoàng đế triều Nguyễn đều rất chú trọng đến việc lựa chọn quy hoạch lăng mộ cho tổ tiên và cho chính bản thân mình. Việc quy hoạch luôn dựa vào thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm nguồn cảm hứng chủ đạo. Những núi non sông nước, cây cối hoa cỏ đều được khéo léo chọn lựa hoặc cải tạo lại cho phù hợp, thống nhất rất cao. Là nơi còn lưu giữ, bảo tồn những quan niệm và thực hành rất tiêu biểu về phong thủy của người Việt Nam, đặc biệt là quan niệm về cuộc đất, vàng niên cạc địa. Cách chọn thể đất, thể núi, dòng nước, tàng phong, tù thủy, cách tầm long, điểm huyệt. Từ nhà nghiên cứu trong Đài Vinh, vì sao vua chúa Nguyễn lại chọn cái vùng đất ngã ba tuần này để xây dựng quy hoạch âm phần cho cả một dòng họ và đô thị Huế ạ? Trong cái xây dựng âm phần thì quan trọng nhất là cái tổ sơn và minh đường, núi tổ là những cái rằng núi cao từ phương xa kéo về, cái dòng sông là cái mặt nước như là một tấm gương nó thu hồi ánh sáng cho nên gọi là minh đường. Thì tại cái vùng đất ngã ba tuần này vừa thừa hưởng được các cái rằng núi làm hậu chậm và cũng có dòng sông Hương là minh đường và có các cái khe nhỏ như là khe Lắc Khê, khe Trèm tạo thành như một cái cảnh chi long. Chính vì vậy từ khi quy hoạch lại cái lăng mộ của các chúa và phát triển của các vua thì hầu hết đều dựa theo cái phong thủy phương đông, cho nên tất cả cái phần mộ các chúa của các vua đều chọn nơi đây. Người chết thì phiêu diêu miền cực lạc cùng trời đất cỏ cây, còn người sống thì vẫn cử phải. Theo Khổng Tử thì ẩm thực, trai gái nhân chi đài dục tồn yên, cử phải ăn uống, yêu thương để tồn tại. Tuy nhiên ngày nay ăn uống không chỉ phải đủ no mà còn phải đủ ngon, đủ sạch và đủ sang. Người kẻ chờ cũng phải bắt nhịp với điều đó cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Thế gì gắn bó với cái góc chơi nhỏ này bao nhiêu năm rồi ạ? 16 tuổi rồi, 45 năm. Là đấy là hai gì chứ không phải những cái mặt hàng gì ạ? Áo dài, đồng bộ, ba ba. Bây giờ khách hàng máy ạ cũng thì còn nhiều không ạ? Cửa gì trở lên ạ, nó nhiều mà cửa con trở xuống nó có. Mà sắp Tết rồi thì cái hàng máy có nhiều không ạ gì? Quê đây là Tết chiếc lễ, mà về ở thành phố là Tết chiếc đắt. Tết là hồi giống như hồn cổ tiên á. Tại con giờ quê là tới khi mua mang là tháng 2, tháng 3, tháng 4. Có là đầu mè với là bưởi rồi rửa. Nó không phải sẵn sữa nhiều hơn. Sẵn sữa nhiều. Chứ đi mà qua cái Tết này là riêng là hai gì là máy đắt lắm. Dạ, con xin cảm ơn chia sẻ của hai gì nhiều. Thưa quý vị, ngã ba Bằng Lãng, nơi hai dòng sông Tả Trạch và Hữu Trạch giao phôi để tạo nên dòng sông Hương di sản của Huế, xưa đến nay luôn là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất này được chúa Nguyễn chọn để làm âm phần cho trục đô thị của Huế, để cư dân bao đời sớm hồi tụ về đây lập làng, dựng nghiệp, rồi hình thành nên những làng La Khê, Cư Chánh, Hải Cát hay Liên Bằng, Đình Môn, v.v.
nhờ phù sa màu mỡ của những dòng sông mà vùng đất này nổi tiếng với biết bao sản vật như thanh trà, bưởi, lúa thơm, gừng, xả. Xa hơn nữa thì đủ loài muông thú rừng già. Những đường xá, cầu cổng hiện đại đã liên thông mọi vùng miền. Chợ Tuần quay trở lại với nếp mua bán nhỏ phục vụ cho sinh hoạt của cư dân trong vùng là chính. Tuy nhiên, những tinh hoa kinh tế của một thời lịch sử vẫn thấp thoáng in dấu trên từng nếp nhà, mảnh đất hay trong từng địa điểm tâm linh mà chúng ta sẽ bắt gặp ngẫu nhiên khi có dịp ghé về chợ Tuần. Trăm năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.